do có mâu thuẫn từ trước với Phạm Tấn Dinh 1987, trú phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, nên khuya 8 tháng 7 năm 2018, Phong hướng dẫn xe máy mang hai cây mã tấu đi tìm Dinh để tấn công giàn mặt. Khi đến đầu đường Phan Văn Định, thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Phong bắt gặp Vũ. Trước khi bắt gặp Phong, Vũ có rỉ tai với bạn gái của Phong là chị Lê Thị Ngọc Huyền 1986, trú quận Liên Chiểu, và biết được Phong sẵn sàng tìm Dinh để giải quyết mâu thuẫn. Mặc dù Phong chưa rủ Vũ nhưng khi thấy Phong mang mã tấu đến, Vũ biết mục đích của Phong là đi tìm Dinh để chém nên Vũ chủ động tham gia, đi cùng với Phong để tìm tấn công Dinh. Phong hướng dẫn xe chở Vũ mang theo mã tấu đến phòng trọ của Dinh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Khi đến nơi, Vũ và Phong mỗi người bắt một cây mã tấu, rồi xông vào trong phòng chém loạn xạ, khiến cho bạn của anh Dinh trong phòng hốt hoảng hồn bỏ chạy. Khi còn một mình anh Dinh ở trong phòng, Phong và Vũ kế tiếp dùng mã tấu tấn công chém, khiến anh Dinh bị yêu thương. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường bỏ chạy, Phong chở Vũ đến trượt tư giao nhau giữa đường Phùng Hương và đường Ngọc Hồi, Vũ bắt hai cây mã tấu dứt vào lùm cây rồi bỏ đi. Hậu quả, anh Dinh bị yêu thương tích 34%. Anh Dinh không chết là do được đưa đi cấp cứu giúp kịp thời. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Phong và Vũ còn khai nhận, khuya 6 tháng 8 năm 2018, chở nhau bằng xe mô tô mang theo bom xăng tự chế đến nhà anh Trần Ngọc Tâm, phường Hòa Khánh Bắc, ném tổng cộng 7 quả bom xăng, 2 viên gạt vào nhà anh Tâm làm phá hủy hoàn toàn 5 màn hình vi tính, một bộ định tuyến Wi-Fi, tổng giá trị gần 19 triệu đồng. Với hành vi này, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Phạm Thanh Phong và Huỳnh Đức Vũ cùng mức án 9 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt mỗi bị cáo phải chấp hành là 12 năm tù.